Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe tại kênh Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng tiếp theo để tiếp tục gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 43 câu chuyện Chàng Rể Báo Thù. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Tiểu tử này, ta không nói giỡn với ngươi. Lầu Mãn Nguyệt nhíu mày chặt hơn. Ta cũng không nói giỡn với ngươi, đó đích thực là võ tôn của Lôi tộc. Hắn nói hắn tên là Lôi Thành. Lâm Hiên thản nhiên nói. Lôi Thành? Lầu Mãn Nguyệt ngạc nhiên, nàng hiển nhiên đã nghe nói qua tên của Lôi Thành. Có thực lực võ tôn hạng cấp trung giai. Không sai, chính là Lôi Thành. Hắn ta đã bị giết, sau đó bị hoàn hoàn dùng phấn hóa thi, hóa thành vũng máu. Lâm Hiên nói. Người giết Lôi Thành? Lầu Mãn Nguyệt khiếp sợ. Đúng vậy, không phải chỉ là võ tôn hoàng cấp thôi sao, cần phải kinh ngạc như vậy à? Vẻ mặt Lâm Hiền bình tĩnh. Còn chỉ là võ tôn hoàng cấp, cho dù ngươi thật sự có bản lĩnh giết võ tôn hoàng cấp, nhưng Lôi tộc còn có võ tôn mạnh hơn, còn có cả vượt qua võ tôn. Biết được Lâm Hiền giết võ tôn Lôi tộc, Lầu Mãn Nguyệt còn lo lắng hơn. Chỉ giết đại biểu của Lôi tộc cũng đã khiến cho Lôi tộc nổi giận không thôi. Hiện tại Lâm Hiền còn giết võ tôn của Lôi tộc, lần này mâu thuẫn thật sự không thể hóa giải. Vậy thì sao? Ta nói rồi, ta muốn tiêu diệt Lôi tộc. Tiền bối Mãn Nguyệt, nếu người thật sự muốn giúp ta thì hãy nói cho ta biết tổng bộ của Lôi tộc ở nơi nào. Lâm Hiên trầm giọng nói. Tiểu tử, người đừng nói với ta người muốn đi tổng bộ Lôi tộc đấy. Lòng Mãn Nguyệt muốn nuốt nước miếng nói. Đúng vậy, Lôi Viêm nói 3 ngày sau hắn sẽ nói cho ta biết tổng bộ Lôi tộc ở đâu. Ta không đợi được lâu như vậy. Lâm Hiên nhíu mày nói. Tiểu tử kia, ta rốt cuộc phải làm như thế nào mà ngươi mới có thể buông tha ý nghĩ điên rồ này đây hả? Lầu Mãn Nguyệt thở dài một hơi, nói. Lâm Hiền híp mắt, chậm rãi nói. Trừ phi, ta chết. Sau khi nghe Lâm Hiền nói, Lầu Mãn Nguyệt biết nàng không thể nào khuyên được hắn. Tính cách này vô cùng giống với sát đế, quyết đoán. Một khi đã quyết định chuyện gì, nhất định sẽ không thay đổi. Nhưng chính vì như vậy mới có thể làm cho người ta nhớ mãi không quên. Hiện giờ trong tâm trí Lầu Mãn Nguyệt, thân ảnh kia đã quá mơ hồ, dù cố gắng như thế nào, cô vẫn không thể nhớ rõ ràng được. Ngược lại, khuôn mặt của tiểu tử Lâm Hiên này lại luôn hiện lên trong tâm trí của cô, dường như thấy được khuôn mặt của hai người họ đang chồng lên nhau vậy. Mãn Nguyệt tiền bối, người và sư phụ của ta rốt cuộc có quan hệ gì? Lâm Hiên vô cùng tò mò hỏi. Lầu Mãn Nguyệt nhìn Hà Hoan cùng tình đàm bên cạnh Lâm Hiên, sau đó nói, cùng ta ra ngoài một chút được chứ? Lâm Hiên cảm thấy có chút khó xử. Dù sao, Lôi tộc đã từng phái một sát thủ thực lực võ tôn tới giết hắn. Ai biết Lôi tộc còn có sát thủ khác hay không? Nếu chẳng may sát thủ Lôi tộc lại đến, Hà Hoan cùng Đinh Đang cũng không ứng phó được. Lầu Mãn Nguyệt không hổ là lão yêu quái, sống không biết bao nhiêu năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra lo lắng trong lòng Lâm Hiên. Thản nhiên nói, yên tâm đi, ẩn tộc đều rất kiêu ngạo, có thể phát một gã võ tôn đến đối phó ngươi đã là điều cao ngươi rồi. Nhưng không ngờ ngươi chẳng những không chết còn có thể tiêu diệt được hắn, nhất định đối phương sẽ đánh bại thực lực của ngươi. Hơn nữa ẩn tộc chúng ta bình thường sẽ không sử dụng những thủ đoạn cấp thấp uy hiếp người bên cạnh địch nhân. Nếu muốn ngươi giết ngươi vậy nhất định chỉ nhắm vào ngươi. Vậy được rồi. Sau khi nghe Lâu Mãn Nguyệt nói, Lâm Hiền rốt cuộc gật gật đầu. Hắn thật sự tò mò chuyện giữa vị nữ tử truyền kỳ này cùng sát đế sư phụ. Hơn nữa, hắn cũng muốn có thể từ trên người Lâu Mãn Nguyệt hiểu rõ một chút sự tình về ẩn tộc. Vì sao ẩn tộc này lại mạnh như vậy? Mượn nam nhân của hai người một chút, hai người không có ý kiến chứ? Lâu Mãn Nguyệt nhìn về phía Hà Hoàn cùng Đinh Đang, hai nàng đều lắc đầu. Dù sao, Lâu Mãn Nguyệt chính là đại biểu Lâu tộc, gia tộc mạnh nhất trong 20 ẩn tộc nha. Thực lực hơn phân nửa cũng là cấp bậc võ tôn, họ dám nói không à? Ta sẽ sớm trở về. Lâm Hiền một bên đem quần áo bên ngoài mặc vào, một bên hướng về phía hai nàng nói. Hà Hoan cùng Đinh Đàm tiến tới giống như nàng dâu nhỏ, đồng thời giúp Lâm Hiền sửa sang lại quần áo. Đi sớm về sớm. Hà Hoan khẽ lên khuôn mặt Lâm Hiền, trên mặt tràn đầy yêu thương. Đinh Đàm bên cạnh cũng không chịu thua kém làm theo. Chứng kiến cảnh tượng này, Lâu Mãn Nguyệt sao lại không biết hai tiểu nha đầu này đang tuyên thệ chủ quyền với nàng. Vài phút sau, Lâm Hiên cùng Lầu Mãn Nguyệt đi tới một tòa nhà có mái ngói lưu ly. Hai người ngồi bên cạnh nhau trên mái nhà, trong tay mỗi người mang theo một bình rượu, là Lầu Mãn Nguyệt tự tay ủ. Chưa mở nắp bình, Lâm Hiên đã ngửi được một cỗ hương thơm nồng đậm, làm cho hắn cảm thấy lâng lâng.
Cảm giác kia giống như người được mùi hương cơ thể của một mỹ nữ cực phẩm. Thời điểm Lâm Hiền ở trên núi cũng uống qua rất nhiều rượu ngon, đều là sát đế tự mình ủ, nhưng làm sát lão đầu nhớ mãi không quên, lại là rượu do một vị cố nhân uống ra. Ông nói rằng đó mới là loại rượu ngon nhất trên đời, đáng tiếc hắn không uống được. Rượu này gọi là mãn nguyệt phải không? Lâm Hiền mở bình rượu ra, nhấp một ngụm rượu rồi hỏi. Nghe được Lâm Hiền nói ra tên rượu, Lầu Mãn Nguyệt khẽ giật mình. Làm sao người biết tên của nó? Lâm Hiền ngửa đầu rót một ngụm nói. Ta đoán, bởi vì sư phụ nói cho ta biết, có một loại rượu chỉ cần ngửi một cái, liền chắc chắn rằng đó là rượu tốt nhất thế gian. Mà tên rượu được đặt theo tên của một vị tuyệt thế mỹ nhân, mà người đó tên gọi là Mãn Nguyệt. Đừng uống như vậy, sẽ nhanh say đó. Lầu Mãn Nguyệt nhẹ giọng nói. Muốn nói rượu này dễ say, ta cảm thấy Mãn Nguyệt tiền bối, ngươi càng dễ khiến người say hơn. Lâm Hiên đem rượu trong cổ họng xuống nuốt, ánh mắt rơi xuống trên người Lầu Mãn Nguyệt. Lúc này Lầu Mãn Nguyệt đang ngồi trên ngói lưu ly, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống thế gian, càng tôn lên dung nhan tuyệt thế của nàng, đẹp đến nỗi Lâm Hiên không tìm được bất cứ từ ngữ nào để hình dung. Khó có thể tưởng tượng, mấy chục năm trôi qua lại, không hề lưu lại bất kỳ dấu vết thời gian nào trên người Lâu Mãn Nguyệt. Giờ khắc này, Lâu Mãn Nguyệt hoàn toàn ngẩn người, bởi vì những lời này dường như nàng đã từng được nghe, cũng không nhớ đã qua bao lâu, có người đã nói với cô lời tương tự như vậy. Trong lúc nhất thời, Lâu Mãn Nguyệt thấy như lệ rơi đầy mặt, nàng đột nhiên nhào về phía Lâm Hiên, đem Lâm Hiên áp đảo trên ngói lưu ly. Vì sao? Ngươi không đến tìm ta? Lầu Mãn Nguyệt hỏi, nước mắt rơi lã chã, rơi vào trong miệng Lâm Hiên. Thật mặn, hóa ra người phụ nữ cho dù có xinh đẹp đến đâu, nước mắt của cô ấy cũng mặn. Sư phụ nói, người bị vây ở một nơi không cách nào thoát ra được. Lâm Hiên thở dài nói, hắn bị vây khốn bởi cái gì? Lầu Mãn Nguyệt hỏi. Ta cũng không biết. Lâm Hiên lắc đầu, sát đế chỉ nói cho Lâm Hiên hắn bị vây khốn, nhưng chưa bao giờ nói hắn bị cái gì vây khốn, mà Lâm Hiền cũng không thể nào nghĩ ra cái gì có thể vây khốn được sát đế. Nếu sư phụ không bị vây khốn, sư phụ nhất định sẽ đi tìm người. Lâm Hiền nhìn Lầu Mãn Nguyệt nước mắt như mưa, nói. Lầu Mãn Nguyệt buông lỏng Lâm Hiền, mặt đầy cô đơn. Mãn Nguyệt tiền bối, nếu người muốn gặp sư phụ, ta có thể nói cho người sư phụ đang ở đâu. Lâm Hiền thấy Lầu Mãn Nguyệt khóc thương tâm, liền nói. Tuy rằng hắn đáp ứng với sát đế sẽ không đem hành tung của hắn nói cho bất kỳ ai, nhưng thấy Lầu Mãn Nguyệt có tình cảm sâu đậm với sát đế như vậy, thậm chí đợi sát đế vài thập niên cũng nên để hai người họ gặp mặt. Người tuyệt đối từng nói cho ta. Lầu Mãn Nguyệt nói. Tại sao vậy? Lâm Hiền sửng sốt. Bởi vì nếu ta nhìn thấy hắn, nhất định sẽ giết hắn. Trong mắt Lầu Mãn Nguyệt hiện lên một tia hận ý, nói. Ta đợi hắn 50 năm, hắn đều không xuất hiện. Hắn nếu là đã chết liền coi như xong, nhưng hắn không chết. Nếu hắn thật sự bị vây hãm, hắn cũng nên tìm người đưa tin tức tới cho ta chứ. Có khả năng ta là người đưa tin thì sao? Lâm Hiền nói. Lầu Mãn Nguyệt nhìn về phía Lâm Hiền, đột nhiên nàng thấy được một sợi dây màu đỏ đeo trên cổ tay Lâm Hiền. Sợi dây đỏ được đan thủ công, lúc trước nàng cũng không để ý, hiện tại nhìn thấy nàng vội giật đứt sợi dây trên tay Lâm Hiền. Sợi dây màu đỏ bị đứt, bên trong lộ ra một ít sợi tóc. Ta hiểu rồi. Lầu Mãn Nguyệt nhìn chằm chằm sợi dây, nước mắt lại lần nữa tuôn rơi. Lầu Mãn Nguyệt tiền bối, sao người lại phá hư đồ của người khác như vậy? Lâm Hiền nhíu mày, sợi dây này là sư phụ đưa cho hắn, hắn vẫn luôn đuôi đeo trên tay, chưa từng gỡ xuống. Đây là của ta. Lầu Mãn Nguyệt quát khẽ. Lầu Mãn Nguyệt hiện tại lầm vào mê man, cố dĩ nàng nghĩ xuống tay với Lâm Hiên, biến Lâm Hiên thành nam nhân của nàng, trọng tức chết lão phương bắt đàn kia. Nhưng từ khi nhìn thấy sợi dây đỏ trên tay Lâm Hiên, Lầu Mãn Nguyệt rốt cuộc cũng hiểu ý định của sát đế. Sát đế không phải để Lâm Hiên tới truyền tin, hắn là muốn Lâm Hiên tới thay thế hắn. Hắn ta dựa vào cái gì mà làm vậy? Hắn cho rằng cô là đồ vật, muốn đưa cho ai thì đưa sao? Chờ đợi mấy chục năm, nghĩ rằng chỉ cần gửi cho nàng một tiểu tử thối, liền có thể đuổi nàng đi. Hơn nữa, tính tình của tiểu tử này cũng ngang ngạnh y như hắn. Tiểu tử kia, có phải ngươi đang nghĩ ta và sư phụ ngươi là tình nhân đúng không? Lầu Mãn Nguyệt đột nhiên hít mắt nói. Chẳng lẽ không phải sao? Lâm Hiền hỏi ngược lại. Lầu Mãn Nguyệt lắc đầu nói. Cùng lắm là chi kỷ mà thôi. Không phải đều chung một ý tứ sao? Lâm Hiền nghi ngờ hỏi. Hồng nhan tri kỷ không phải chính là tình nhân sao? Đương nhiên là không. Lầu Mãn Nguyệt lau nước mắt trên mặt, nói, sư phụ người, hắn vốn dĩ không có yêu ta. Nhưng sư phụ cũng chưa từng yêu người khác, chỉ duy nhất nhắc tới ngươi.
Lâm Hiền nói. Ha ha, vậy ta còn phải cảm ơn hắn còn nhớ tới ta. Lầu Vãn Việt thở dài một hơi. Kỳ thật sư phụ người đâu chỉ là không yêu ta, thứ hắn vốn dĩ yêu cũng không phải là ngươi. Vãn Việt tiền bối, không thể mắng người như vậy. Khóe miệng Lâm Hiền giật giật. Vậy nếu như hiện tại có một đầu dị thú của ta, người sẽ chọn bên nào? Lầu Vãn Việt đột nhiên nắm lấy cổ áo Lâm Hiền, khuôn mặt tiến sát đối diện Lâm Hiên đến khi khoảng cách chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy một bàn tay. Nhìn tuyệt sắc giai nhân gần trước mắt, Lâm Hiên nuốt nước miếng. Tình huống này kẻ ngốc cũng biết nên chọn như thế nào chứ, chắc chắn là chọn Lầu Vãn Nguyệt. Dị thú có gì tốt, luyện hóa xong cũng chưa chắc có thể thức tỉnh thú huyết, hơn nữa còn không chắc sẽ chiến thắng được. Lầu Vãn Nguyệt thì lại khác, cùng thánh nữ ẩn tộc phong ba tuyệt đại này, nam nhân nào mà không thích. Từ ánh mắt Lâm Hiên, Lầu Vãn Nguyệt liền biết được đáp án. Thì ra, người và hắn vẫn còn có điểm khác nhau. Lầu Vãn Nguyệt khóe miệng khẽ nhất. Người có biết khi sư phụ người ở cùng ta nhắc đến nhiều nhất là cái gì không? Chính là dị thú. Hắn nói nếu đời này hắn có thể săn giết được một đầu dị thú, thì dù hắn phải chết cũng không còn gì tiếc nuối. Ta biết sư phụ người thích dị thú nhiều hơn ta, nhưng ta chưa từ bỏ ý định. Ta cũng không tin có nam nhân có thể cự tuyệt Lầu Vãn Nguyệt ta. Vì thế ta hẹn hắn đến Vọng Giang Lầu uống rượu, chuẩn bị trước say hắn, gạo nấu thành cơm, xem hắn còn trả như thế nào. Hắn tới chỗ hẹn, thế nhưng đột nhiên hắn nhận được một tin tức của một đầu dị thú, sau đó liền hưng phấn chạy đi, đi một lần chính là 50 năm. Người biết không, biểu tình của hắn sau khi biết được tin tức dị thú lộ ra, cùng với lúc nhìn thấy ta, hoàn toàn không giống nhau. Khi đó ta liền biết ta thua, thua một đầu súc sinh. Lầu Mãn Nguyệt phẫn nộ nói. Nghe Lầu Mãn Nguyệt nói, khóe miệng Lâm Hiền co rút liền hồi. Hắn cùng sát đế ở cùng một chỗ 3 năm, cho dù đã đủ hiểu rõ sát đế, hiện tại xem ra hắn còn chưa đủ hiểu nha. Sát đế lại thích súc sinh nhiều hơn nữ nhân. Trong lúc này, trong lòng Lâm Hiền không khỏi có chút đồng tình với Lầu Mãn Nguyệt. Nữ nhân xinh đẹp tài giỏi như thế lại thua được đầu súc sinh. Mãn Nguyệt tiền bối, uống rượu, vì tránh cho xấu hổ, Lâm Hiền lần thứ hai cầm lấy bầu rượu, uống một ngụm. Lầu Mãn Nguyệt cũng không có uống, nàng cứ như vậy lặng lặng nhìn Lâm Hiền, cũng không biết đang nghĩ gì. Mãn Nguyệt tiền bối, kỳ thật người có thể đi tìm sư phụ ta, có lẽ hắn hiện tại không thích dị thú đâu. Lâm Hiền uống mấy ngụm rượu, sau đó nói, dù sao thời điểm hắn ở trên núi chưa bao giờ nghe sát đến nhắc tới chuyện dị thú. Ngay cả trong cơ thể hắn có được kỳ lân huyết, kỳ lân thận, kỳ lân tâm, mọi chuyện đều là lúc hắn xuống núi sát đế mới nói cho hắn biết. Nếu sát đế thích dị thú như thế thì sao hắn không tự mình sử dụng? Đây cũng là điều Lâm Hiền luôn tò mò. Trong cơ thể sát đế một chút khí tức dị thú cũng không có. Ta mặc kệ hắn thích cái gì, năm đó ta còn trẻ tuổi, chưa trải sự đời, cảm thấy hắn có vài phần thiên phú, mới đối với hắn nhất kiến trung tình. Nhưng hiện tại chưa qua 50 năm, lão nương đã sớm không còn thích hắn, ngược lại tiểu tử nhà ngươi lại làm cho ta cảm thấy hứng thú đó. Lầu Mãn Nguyệt ánh mắt đùa giỡn nhìn Lâm Hiền, Lâm Hiền có chút không dám nhìn Lầu Mãn Nguyệt. Tuy nói tình yêu giữa võ giả không phân biệt tuổi tác, nhưng dù sao đây cũng là người cùng thế hệ với sư phụ hắn. Ngươi cho rằng 50 năm nay ta đều đang chờ hắn sao? Ta chỉ chưa tìm được người làm cho ta rung động mà thôi. Lầu Mãn Nguyệt thở nhẹ. Nhiều ẩn tộc, anh Tuấn tay giỏi như vậy đều không lọt vào mắt ngươi sao? Lâm Hiền mở miệng nói. Ha ha, ẩn tộc nhân tài đương nhiên nhiều, nhưng ngươi cho rằng giữa ẩn tộc có thể lý ý, thông hôn sao? Nếu đối phương là một ẩn tộc cường đại, ngươi phải thay đổi họ của mình. Mà nếu đối phương không đủ mạnh, ta làm sao có thể để ý đến? Lầu Mãn Nguyệt cười nói. Vậy Lầu tộc kia luôn có thiên tài chứ? Lâm Hiền chớp chớp mắt hỏi. Ta đây chính là Lầu tộc đệ nhất thiên tài, Lầu Mãn Nguyệt ngạo nghễ nói. Lầu Mãn Nguyệt là thánh nữ Lầu tộc, thiên phú của nàng đương nhiên không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ ở trong mắt ẩn tộc, thực lực so với tình yêu quan trọng hơn sao? Lâm Hiền từ trong lời nói của Lầu Mãn Nguyệt cảm nhận được dường như mọi thứ trong ẩn tộc đều có liên hệ với thực lực. Người cảm thấy thế nào? Đại hội tuyển chọn nhân tài này ngươi tự mình trải qua, ngươi còn không nhận thấy điều đó sao? Trên đời này nếu không có thực lực, đừng nói tình yêu, tính mạng của ngươi cũng gặp nguy hiểm. Còn có hai nữ nhân của ngươi, nếu không phải ngươi đủ mạnh, bọn họ sẽ theo ngươi sao? Không chỉ ẩn tộc, mà trên đời này, kẻ mạnh luôn được kính trọng. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi muốn cái gì đều có thể đạt được. Lầu Mãn Nguyệt híp mắt đẹp, nói. Bao gồm cả ngươi sao?
Lâm Hiền nghe Lầu Mãn Nguyệt nói, nhịn không được hỏi. Lầu Mãn Nguyệt nghiêng đầu nhìn Lâm Hiền, ánh mắt đầy nghiêm túc, bao gồm cả ta. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, đừng nói ta, cho dù là thánh nữ vương tộc, ngươi đều có thể đạt được. Nhưng nếu ngươi không đủ mạnh, cho dù là nữ nhân ngươi đã đạt được, đều sẽ rời khỏi ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngươi chết trong tay lôi tộc, hai nữ nhân của ngươi có thể nào nhào vào lòng ngươi được hay không? Tự như cảm thấy lời nói của mình có chút đả thương Lâm Hiên, Lầu Mãn Nguyệt lại nói thêm. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần quá bi quan, dù sao ngươi còn trẻ. Lâm Hiên cũng nở nụ cười nói, ta không có bi quan, ngược lại ta rất thích thế giới như vậy. Lầu Mãn Nguyệt nói là sự thật, Lâm Hiên đã tự mình trải qua, khi hắn chỉ là tên phế vật, không ai thèm để mắt tới hắn. Cho dù là vợ của hắn, Thập Mã Tuyết cũng đối với hắn xài tới gọi lui, hắn đã dùng hết toàn lực của mình đi lấy lòng Thập Mã Tuyết. Nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết quả bị kẻ khác rạch bụng, moi thận, đẩy xuống vách núi. Nhưng khi hắn có đủ thực lực, Thẩm Mạo Tuyết quay sang nịnh bợ hắn, thậm chí cam tâm tình nguyện làm công cụ phát tiết cảm xúc của hắn. Đây chính là sự khác biệt. Lời nói của Lâm Yên khiến cho thân thể mềm mại của Lầu Mãn Nguyệt khẽ run lên, bởi vì nàng nghe được dã tâm tràn đầy từ trong lời nói của Lâm Yên. Hắn thực sự thích thế giới này, một thế giới nói chuyện bằng sức mạnh. Tiền bối Mãn Nguyệt, hết rượu rồi. Lâm Hiền nghiêng đầu nhìn về phía Lầu Mãn Nguyệt, tuy nhiên hắn vừa nói xong đã ngã xuống thẳng tắp, nhưng lúc hắn ngã xuống, Lầu Mãn Nguyệt đã đỡ lấy hắn. Tiểu tử kia, quên nói cho ngươi biết, ngay cả sư phụ ngươi cũng chỉ có thể uống được nửa bình Mãn Nguyệt này. Lầu Mãn Nguyệt lộ ra một nụ cười như là thực hiện được mưu đồ. Hiển nhiên nàng cố ý chốc say Lâm Hiền, tên này quả thật to lớn, mật gan. Còn mưu toan khiêu chiến cả lưu tộc, lúc trước sát đế cũng không có can đảm này. Lầu Mãn Nguyệt biết không có khả năng khuyên được Lâm Hiên, chỉ có thể dùng rượu Mãn Nguyệt chúc say Lâm Hiên. Sát tâm, mày là người đó người rời đi, bằng không ta cũng không thể gặp được tên nhóc thú vị như vậy. Lầu Mãn Nguyệt ôm Lâm Hiên, nhìn bộ dạng mê man của hắn, khóe miệng nàng nhếch lên. Lâm Hiên và sát tâm rất giống nhau, nhưng lại có một chút khác biệt. Trong mắt sát tâm, dị thú quan trọng hơn nữ nhân, nhưng trong mắt Lâm Hiên, rõ ràng hắn càng để ý nữ nhân hơn. Hiện tại, nàng cũng hiểu được, Lâm Hiên là vì một nữ nhân mới khiêu chiến lưu tộc, mặc dù ý tưởng ngây thơ, nhưng một nam nhân như vậy thực sự rất ấn tượng. Lầu Mãn Nguyệt muốn thừa dịp Lâm Hiên uống say, mang hắn về lâu tộc. Đến lúc đó, Lâm Hiên muốn rời đi cũng không có khả năng. Ngay khi Mãn Nguyệt chuẩn bị rời đi, một âm thanh trêu tức đột nhiên vang lên. Lầu Mãn Nguyệt, bản thân người còn khó bảo toàn, còn muốn bảo vệ người khác. Thân thể mềm mại của Lầu Mãn Nguyệt nhất thời cứng đờ. Cô nhìn bên cạnh, không biết từ khi nào đã xuất hiện một nam nhân. Cô nhíu mày lại nói, Lầu Y, ý ngươi là sao? Từ cái tên, đây hẳn là người của Lâu Tộc. Ý của ta rất đơn giản, ngươi cũng thể mang nam nhân này về Lâu Tộc. Lầu Y lạnh nhạt nói, nếu ta cứ muốn làm vậy thì sao? Ta chính là thánh nữ Lâu Tộc. Lầu Mãn Nguyệt cắn môi nói, thánh nữ Lâu Tộc, ha ha, ngươi còn không biết hội trưởng lão vừa mới thông qua đề nghị gả ngươi vào Lôi tộc, đến lúc đó người đổi họ Lôi cũng không phải thánh nữ Lâu Tộc nữa rồi. Lâu Y cười tủm tỉm nói, cái gì, sao có thể? Lâu Y, ngươi điên rồi phải không? Nữ tử Lâu tộc ta vĩnh viễn cũng không có khả năng gả vào Lôi tộc, huống chi ta là thánh nữ Lâu tộc. Lầu Mãn Nguyệt căn bản không tin lời nói đối phương, thực lực Lôi tộc căn bản không thể so sánh với Lâu tộc. Nữ tử Lâu tộc bình thường cũng không có khả năng bị gả vào Lôi tộc, huống chi Lâu Mãn Nguyệt, nàng còn lại là thánh nữ Lâu tộc. Cho dù muốn gả, cũng phải gả cho một ẩn tộc tương đối cường đại, thậm chí là vương tộc. Trước kia đương nhiên không có khả năng, nhưng hiện tại không giống trước. Cách đây không lâu lão tổ Lôi gia đột phá, thực lực đã không thua kém lão tổ Lâu gia ta, thậm chí vượt qua lão tổ Lâu gia. Ngươi vậy mà công khai ủng hộ người giết chết đại biểu Lôi tộc ở hội tuyển chọn. Vì không khiến cho Lôi tộc nổi giận, cho nên trưởng lão đã nhất trí quyết định gả ngươi vào Lôi tộc. Lầu Mãn Nguyệt nghe đến thất thần, cô vốn tưởng rằng Lâu Y đang đùa giỡn với cô, nhưng nghe câu Lâu Y nói lão tổ Lôi gia được phá, cô hiểu được đối phương không có lừa gạt mình. Cho nên, bây giờ ngươi còn muốn mang hắn trở về Lâu tộc sao? Lâu Y trầm giọng nói, Lầu Mãn Nguyệt hoàn toàn choáng váng, nếu chuyện này là thật, vậy nếu nàng có dám mang Lâm Viên về Lâu tộc, như vậy Lâu tộc chắc chắn sẽ trực tiếp đóng gói nàng và Lâm Hiền đưa đến Lôi tộc. Cho nên ngươi tới mang ta trở về sao? Lầu Mãn Nguyệt cắn răng hỏi. Lầu Y gật gật đầu nói thật,
Ta cũng không muốn động thủ với ngươi, nhưng đây là ý tưởng của trưởng lão. Tuy nhiên, ta có thể cho ngươi một cơ hội, cho ngươi nói lời từ biệt với tên nhóc này, hơn nữa để cho hắn chạy càng xa càng tốt. Lâu Y nói xong, thân thể chậm rãi biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện. Tiền bối Mãn Nguyệt, rượu này của ngươi quả nhiên đủ mạnh. Lúc này Lâm Hiên đột nhiên lắc lắc đầu, tỉnh táo lại. Ngươi tỉnh rồi à? Lâu Mãn Nguyệt kinh ngạc nhìn Lâm Hiên, phải biết rằng rượu Mãn Nguyệt này coi như là sát đế uống hơn nửa bình cũng phải say nửa ngày, mà Lâm Hiên uống cả bình, lúc này mới ngủ bao lâu? Nhiều nhất là 10 phút. Tửu lượng của tên này tốt như vậy sao? Tiền bối Mãn Nguyệt, sao ngươi lại khóc? Lâm Hiên nhìn thấy một giọt nước mắt trượt xuống từ vẻ mắt của Lâu Mãn Nguyệt, hắn đưa tay nhẹ nhàng lau đi. Lâm Hiên, người có mạnh không? Lâu Mãn Nguyệt nhìn Lâm Hiên, trong mắt lộ ra vẻ bi thương. Rất mạnh. Lâm Hiên trả lời, Lâu Mãn Nguyệt lại lắc đầu nói. Không, ngươi còn chưa đủ mạnh. Tiền bối Mãn Nguyệt, ngươi có biết Lôi tộc ở nơi nào không? Lâm Hiên hỏi. Xem ra có đôi khi nhiều lời hơn nữa cũng không hiệu quả bằng hành động thực tế. Lâm Hiên, ta sẽ không nói cho ngươi biết tổng bộ Lôi tộc ở đâu. Hơn nữa, cho dù có muốn nói cho ngươi biết, ta cũng không biết. Lâu Mãn Nguyệt lắc đầu. Mang theo hai cô bạn gái của ngươi rời khỏi Cung Thành, tốt nhất là rời khỏi Lâm Quốc. Lâu Mãn Nguyệt chậm rãi lùi về phía sau, lắc đầu. Tiền bối Mãn Nguyệt, ta không có ý định rời đi. Không rời đi, ngươi ở đây chờ chết sao? Tiền bối Mãn Nguyệt, không phải ngươi nói chỉ cần ta có đủ thực lực là có thể có được ngươi sao? Ta muốn thử. Lâm Hiên thản nhiên nói. Thật đúng là một tên nhóc tham lam mà. Đã có rất nhiều phụ nữ mà còn muốn chiếm được ta. Cố quá coi chừng quá cố đấy. Lâu Mãn Nguyệt nghe vậy cười buồn bã. Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh thì tốt rồi. Không đợi Lâm Hiên trả lời, thân thể Lâu Mãn Nguyệt đã biến mất. Tên nhóc kia rất vui khi quen biết ngươi. Tạm biệt, không hẹn gặp lại. Nói như vậy thì mối Mãn Nguyệt cũng không biết Lôi tộc ở nơi nào. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể chờ 3 ngày sau? Lâm Hiền nhíu mày, loại cảm giác bị người dắt mũi đi này, hắn rất khó chịu. Còn nữa, khi Lâu Mãn Nguyệt rời đi, nói như vậy là có ý gì? Tạm biệt, không hẹn gặp lại. Lâu Mãn Nguyệt không muốn gặp lại hắn sao? Nói thật, nếu hỏi ai xinh đẹp nhất trong những người phụ nữ bên cạnh Lâm Hiền hiện tại, tất nhiên là Lâu Mãn Nguyệt, bất kể là nhan sắc hay khí chất. Nàng đều vượt xa tất cả mọi người, chuyện này cũng bình thường, dù sao nàng là nữ nhân duy nhất khiến cho sát đế chú ý. Nếu như sát đế không có bị vây khốn, nói không chừng giữa hai người thật sự có thể phát sinh một đoạn chuyện xưa. Đáng tiếc trên đời này không có nếu, sát đế không cách nào rời khỏi nơi đó nữa, mà Lâu Mãn Nguyệt cũng đã không còn thích sát đế nữa. Nói cách khác, cho dù hiện tại sát đế tới tìm Lâu Mãn Nguyệt cũng chưa. Tại sao lại là hai thư mời? Trong lòng Lâm Hiền rất nghi hoặc. Mở bản đầu tiên là thiệp mời của Lôi Viêm và Âu Dương Băng Tình. Chuyện này nằm trong dữ liệu của Lâm Hiên. Dù sao Lôi Viêm đã nói qua, 3 ngày sau sẽ cử hành hôn lễ với Âu Dương Băng Tình. Lâm Hiên tiếp tục mở phong thư thứ hai. Chú rể, tộc trưởng, Lôi tộc, Lôi Thiên Quân. Cô dâu, Lâu tộc, Lâu Mãn Nguyệt. Khi nhìn thấy tên của Lâu Mãn Nguyệt, Lâm Hiên nhất thời ngây dại. Lâu Mãn Nguyệt sắp gả vào Lôi tộc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Theo lý thuyết, Lâu tộc mạnh hơn Lôi tộc. Lâu Mãn Nguyệt là thánh nữ Lâu tộc, sao có thể gả cho Lôi tộc? Lâm Hiền nhớ lại, lúc Lâu Mãn Nguyệt rời đi đã nói với hắn, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh kia thì tốt rồi. Tiểu gia hỏa, rất vui khi quen biết ngươi, tạm biệt, không hẹn gặp lại. Chẳng lẽ khi đó, Lâu Mãn Nguyệt đã biết nàng sắp gả vào Lôi tộc? Hắn cứ tự hỏi vì sao khi đó Lâu Mãn Nguyệt lại kỳ quái như vậy, nàng ấy đang nói lời tạm biệt với hắn à? Rất rõ ràng, Lâu Mãn Nguyệt cũng không muốn gả vào Lôi tộc, chắc chắn có một lý do nào đó. Nhưng Lâm Hiên nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ ra rốt cuộc là nguyên nhân gì. Nhưng không sao cả, không phải hắn tự mình đi xem là sẽ biết được sao? Nếu đến lúc đó Lâu Mãn Nguyệt thật sự không muốn gả, coi như là giúp sư phụ trả lại nhân tình, cũng phải cứu Lâu Mãn Nguyệt. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên nhìn địa chỉ trên thiệp mời. Sơn Trang Lôi Thần. Sơn Trang Lôi Thần ở ngay trong Kỳ Châu, nó là một nơi tương đối nổi tiếng. Nghe đồn nơi đó có một nhân vật lớn, bất kỳ khi nào có kỳ nghỉ, các nhân vật lớn khắp nơi đều sẽ đi bái phỏng chủ nhân Sơn Trang, hơn nữa còn tặng một phần lễ lớn. Quả nhiên, giống như Lâm Hiên phỏng đoán, ẩn tộc cũng không phải hoàn toàn bị cô lập với thế tục. Họ sống trong thế tục, chỉ là người căn bản không biết bọn họ là ẩn tộc mà thôi. Hoan Hoan, cô muốn đi với ta hay ở lại đây chờ ta trở về? Lâm Hiên hỏi Hà Hoan. Ta đương nhiên sẽ đi cùng ngươi. Hà Hoan trực tiếp bày tỏ thái độ. Tuy rằng nàng biết thực lực của nàng không đủ để đối mặt với ẩn tộc, nhưng nàng tin tưởng Lâm Hiên. Ta cũng muốn đi cùng Lâm Thiếu. Đinh Đàng cũng nói.
Vậy các người đi cùng ta đi. Lâm Hiền gật đầu, lòng can đảm của hai cô gái vẫn rất đáng khen ngợi. Dù sao đó là đại bản doanh của Lôi tộc, ngày thường đối mặt với một vị ẩn tộc cũng đã đủ khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng bây giờ phải đối mặt với đám ẩn tộc, hiện tại Sơn Trang Lôi Thần tràn ngập vui mừng. Đương nhiên, không phải bởi vì Lôi Viêm sắp cưới Âu Dương Băng Tình, Lôi Viêm cưới một nữ tử thế tục. Ở Lôi tộc tuy rằng cũng không có cấm thông hôn với nữ tử thế tục, dù sao huyết mạch mà nữ tử sinh ra vẫn là của Lôi tộc, nhưng cũng không có cổ vũ chuyện này. Cho nên, mặc dù Lôi Viêm là con của trưởng lão, Lôi tộc cũng sẽ không khua chiêng, gõ trống nghênh đón Âu Dương Băng Tình. Nhưng hôm nay, Lôi tộc không chỉ tổ chức một hôn lễ này, thánh nữ Lâu tộc Lầu Mãn Nguyệt sắp gả vào Lôi tộc, đó mới là chuyện lớn. Aha, trước kia Lâu tộc không phải rất kiêu ngạo sao? Chưa bao giờ để 20 tộc ở Kỳ Châu vào mắt, hiện tại sao lại chủ động gả thánh nữ tới đây rồi? Hắc hắc, may mà lão tổ đột nhiên được quá, hiện tại đội tộc chúng ta mới là mạnh nhất trong 20 tộc. Vậy chẳng phải sau này chúng ta có thể tùy tiện cưới nữ nhân của 20 tộc khác sao? Chuyện đó cũng không phải không thể. Vậy ta muốn cưới công chúa hạ tộc, Hạ Tuyết Ngâm cũng không phải là không có khả năng. Như vậy có lẽ vẫn có chút khó khăn. Một đám người Lâu tộc hưng phấn nghị luận, vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo. Đây chính là tác dụng của một vị cường giả siêu cấp. Trước kia Lâu tộc chỉ xếp hạng 17 trong 20 tộc. Đừng nói cưới thánh nữ Lâu tộc, cho dù là nữ tử Lâu tộc bình thường cũng là si tâm vọng tưởng. Nhưng hết thảy đã xảy ra biến hóa từ khi lão tổ Lâu tộc đột phá. Mọi người đều biết điều đó. Hôm nay chỉ là một món khai vị. Sau khi Lâu tộc gả thánh nữ tới đây, Lâu tộc giao hảo với Lâu tộc, sau này Lâu tộc sẽ càng ngày càng cường đại. Tuy rằng vẫn kém xa vương tộc, nhưng ít nhất đã bước tới gần vương tộc thêm một bước lớn. Bộ Dung Khung, lát nữa người phụ trách nâng kiệu. Một người ẩn tộc lớn tiếng nói với Bộ Dung Khung. Vâng, thưa ngài. Bộ Dung Khung dùng sức gật đầu. Rốt cuộc hắn vẫn tiến vào Lôi tộc, vốn tưởng rằng sau khi tiến vào ẩn tộc có thể bay lên trời, nhưng hiện tại Bộ Dung Khung mới biết được kẻ được gọi là thiên tài, thiên kiêu khi vào ẩn tộc cũng không có địa vị gì. Trong thế tục, tài năng của hắn đủ mạnh mẽ, được xưng là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng vào ẩn tộc, hắn phát hiện hắn còn có thể đánh lại đứa trẻ con của ẩn tộc. Nơi nào cũng có người có thiên phú tốt hơn hắn. Trong ẩn tộc, hắn căn bản không có chút địa vị nào, còn lưu lạc đến mức phải là người kiêu kiêu. Nhưng hắn không dám có chút oán hận nào, chỉ đành đáp ứng. Phu nhân, để chúng ta thay quần áo cho ngài. Ở trong phòng của Âu Dương Băng Tình, mấy người hầu nữ đang cầu xin. Mặc dù các nàng ở trong ẩn tộc, nhưng chỉ là người hầu, còn kém hơn cả Bộ Dung Khung. Ta nói rồi, ta không thay. Âu Dương Băng Tình hất văng đồ cưới mà người hầu mang đến. Lúc này Lôi Viêm đi vào, nhìn thấy Lôi Viêm, đám người hầu nữ lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, tất cả đều quỳ xuống. Là ai chọc vợ ta tức giận? Lôi Viêm cười trêu ghẹo hỏi một người hầu nữ. Người hầu lắc đầu, tỏ ý là không phải mình, các nàng chỉ muốn Âu Dương Băng Tình thay quần áo mà thôi. Một tiếng động khó chịu, bàn tay của Lôi Viêm vỗ lên đầu người hầu kia, đầu của người hầu kia lập tức nổ tung như dưa hấu. Hiển nhiên, Lôi Viêm căn bản không có coi những người hầu từ thế tục này là người. Những người hầu khác thấy thế lập tức sợ tới mức run rẩy. Sau khi đập nát đầu một người hầu, Lôi Viêm lại nhìn về phía một người hầu khác, mặt vẫn tươi cười hỏi, là người chọc vợ ta tức giận sao? Không phải ta, đại nhân Lôi Viêm, không phải ta, cầu xin ngài tha mạng. Hết tập 43, Ngọc Hải xin gặp lại quý vị khán giả tại những tập tiếp theo.